Bản tin Bộ Y tế ngày 2 tháng 7 năm 2022 cho biết, cả nước có 730 ca COVID-19, 9.694 ca khỏi. Trong ngày không có ca tử vong nào, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.748.127 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.482 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.694 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.699.357 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 30 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 22 ca, thở oxy dòng cao HFNC 5 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 3 ca, ECMO 0 ca. Từ 17:30 ngày 1 tháng 7 đến 17:30 ngày 2 tháng 7, ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.047 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 1 tháng 7, có 417.750 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 233.094.069 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 206.351.406 liều. Mũi 1 là 71.498.792 liều. Mũi 2 là 68.875.008 liều. Mũi 3 là 1.511.725 liều. Mũi bổ sung là 14.784.322 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 45.273.441 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 4.408.118 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 18.510.417 liều. Mũi 1 là 8.998.649 liều. Mũi 2 là 8.647.803 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 863.965 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 8.232.246 liều. Mũi 1 là 5.977.553 liều. Mũi 2 là 2.254.693 liều.